qua rồi đâu có vẫn được, trước bước nó đi thôi. Và chúng ta cảm nhận là cái bước nào khác nhau. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 câu học dạng thì tuy bình thường về thôi đấy. 1 2 3 thì giống nhau, vì cái 1 2 3 của cái nam tính nha cũng giống nhau, là cái phần 2 cross body đấy. Và rồi 2 3 bình thường á, đây cũng vẫn bình thường này nhé. 1 2 3 thì nam hoặc tính nha, cái điểm của họ là nam hoặc tính này. 1 2 3 huyệt họ đó mình vẫn đi bình thường, hay thì họ ngồi mình tiến, bây giờ họ đang ở phía đâu là mình cứ phai tiến bình thường, là cái căn bản tinh tế đi rồi, nó rất là dễ mà mình hiểu nó dễ. And 1 2 3 4 5 6 1 2 à, không trộn cho nó vẫn như bình thường. Và cái câu 1 bình thường, và câu 1 này 1 2 3 đúng không? Thì thay vì tiến lên căn bản thì ta đi đoạn đằng sau này cũng như trang 1 2 3 đó, cũng rất giống đoạn đầu, tức là cái đoạn đầu là bài 1 đi, 1 2 3 tiến trở về, đoạn 2 cũng đi sang và luôn. 1 2 3 2 2 3 là bài 1 ha. Rồi thì cái đoạn đầu của cái phân 2 ấy, bài 2 ấy, là chúng ta cũng đến 1 2 3, nó chỉ khác là chúng ta xoay người sang bên kia thôi. Tiến trái chứ. Từ lúc lên đây là tiến trái. Bây giờ chúng ta bạn giống nhau này. 1 2 3 thì nó khác là nam tránh nhà thôi. Câu 2 đấy. 2 2 3 là chúng ta bước bình thường này thôi. Đây, đó là bài 1 này, bài 1 chúng ta tập đầu này. 1 2 3 5 6 7 đúng không? Là cái bài 2 ý trang này. 1 2 3 nó chỉ khác này, nó chỉ khác năm này. 5 6 7 nó chỉ khác đoạn sau thôi, tức là nửa này với nửa đầu là hai cái đều lặp lại, nó chỉ khác là ta hoặc tránh hay một bên bên trái của mình. Rồi bây giờ tạm thời bật bài 1 ha, bài 1 đây. 1 2 3 cái này hay xài nha. 5 6 7 là bài 1 không chưa? Cái 5 6 7 này lát đấy là mình xoay thôi. Bây giờ chúng ta 1 2 3 là cái đoạn 2 này. 1 2 3 nhập lại. Đúng rồi, nhập lại là 4 phải chỗ, chỉ là chỗ. Đúng rồi, đây này. Đó, đây này. 1 2 3 thì nó đúng bài 1 không ạ? Nữ không gì thay đổi cả. Chỉ có chỗ này nó khác, bài 1 là thay vì nữ tiến lên dần dần, bây giờ chúng ta sẽ tiến xoay trục. Tiến xoay trục. Nghĩ thay chỗ là 4. Tiến xoay trục là 3 bước. Rồi 2 trộn là 3 bước, cái khác 4 nghỉ tại chỗ. Rồi tiến 2 trộn. Rồi thì cái này nam không có tránh nha, thì mình cứ phải đi thẳng thôi. Còn nam tránh nha, lúc đó họ kéo tay mình nữa thì mình đi theo tay. Nên tiến 2 3 là chúng ta bị vội đấy, thấy nam né ra tránh nha, chúng ta bị vội đấy. Không phải, chúng ta đến đây là giống nhau hết.